khi người ta thiết kế người ta sẽ chia ra thành từng cái 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 đặc tính sản phẩm ha giống như hoặc là chúng ta sản xuất các cái loại hàng à, gia dụng chẳng hạn thì đặc tính kỹ thuật là sao về thông tin ngắn gọn về sản phẩm là ví dụ sản phẩm à, nồi chiên không dầu là, là dung tích bao nhiêu ví dụ như vậy các bạn thấy không à, nếu chúng ta chưa có một cái hình dung về cái chi tiết sản phẩm như thế nào mà chúng ta chỉ dán dán tất tình tình Uh, cái 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 dữ liệu lên trên đó thì khách hàng người ta không đọc đâu các bạn khách hàng người ta không đọc rồi khách hàng người ta lại hỏi với các bạn các bạn lại phải trả lời rất là mất công ha chúng ta phải chia ra uh, khách hàng khi chưa bấm vào thì nó sẽ hiện lại hiện cái thông tin ngắn như thế nào bấm vào thì sẽ hiện toàn bộ thông tin ra sao ha ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thông tin chi tiết đó rồi các ảnh sản phẩm được chụp các góc như thế nào đó các bạn phải chuẩn bị sẵn bởi vì sao bởi vì người thiết kế website người ta chỉ là một người thợ thiết kế website thôi cũng giống như các bạn xây một ngôi nhà ha. người thợ trát xi măng người ta chỉ biết là trát xi măng người thợ làm uh, gạch gạch người ta chỉ biết xếp gạch lên thôi còn bố trí các phòng như thế nào hay là uh, các bạn muốn sơn màu gì vân vân cái đó bạn phải hình dung để nói với người ta đúng không để bạn bạn nói với người ta ngoài việc là website các bạn màu gì đẹp hay không có mấy trang thì các bạn còn phải chuẩn bị các cái cơ sở dữ liệu như vậy ha đó. một khi mà bạn không chuẩn bị thì khi mà người ta uh, bắt đầu cấu hình website á sau này bạn sẽ phải tự nhập những dữ liệu này thôi còn nếu mà bạn chuẩn bị sẵn thì người ta sẽ nhập dữ liệu vào cho bạn luôn đó người ta nhập tự động như vậy thì nó, nó rất tiện lợi và thêm một cái điều nữa là sau này á nếu các bạn tính kỹ thì sau này các bạn không phải thêm hay cái gì nữa bởi vì một khi bạn thêm là bạn lại phải trả thêm tiền cho người thiết kế website đúng không? nên chúng ta tính càng kỹ càng tốt giống như việc bây giờ chúng ta xây nhà chúng ta tính kỹ từng cái bước à, uh, cửa ở đâu. chứ sau này nếu mà mà người ta làm xong rồi các bạn còn đòi uh, đục ra làm một cái cửa ngay nó thì rõ ràng bạn phải trả thêm tiền đúng không? Đó và chúng ta cũng phải dự tính được trước là menu của chúng ta gồm những sản phẩm gì. Ha? Chúng ta sẽ bán một loại sản phẩm hay sau này chúng ta sẽ mở rộng ra các loại sản phẩm khác đúng không? Bây giờ nếu các bạn chỉ bán một sản phẩm dâu À, rồi các bạn là đặt menu là chỉ có không không có các loại sản phẩm gì hết nhưng sau này các bạn muốn th bán thêm rau à, thì các bạn làm sao ghi vào chỗ rau được các bạn phải ghi một cái menu khác là rau đúng không chúng ta phải 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 đề nghị nhà thiết kế cho một cái menu động có thể thêm vào các mục khác có thể thêm vào các sản phẩm khác chẳng hạn đó đúng không à, do đó để đến được cái bước này thì thì giống như là cái bước mà lúc trước chúng ta thiết kế avatar vậy đó là chúng ta phải suy nghĩ trước Ờ, chúng ta xem các cái đối thủ, xem những cái bạn hàng cùng ngành hàng người ta làm như thế nào ha, người ta thiết kế website như thế nào, rồi chúng ta à, bắt trước chúng ta xem rằng là họ có cái ưu điểm nhược điểm gì để chúng ta khắc phục của website của mình ha, chứ không phải các bạn cứ lao vào và nói người ta thiết kế là xong ha, không phải vậy, rồi các bạn phải phải đưa ra cho người ta biết rằng là trang chủ thì gồm những nội dung gì trong trang chủ thì có những cái trang con như thế nào các bạn sẽ phải vẽ cái sơ đồ menu cho người ta biết ha ví dụ kích vào dâu thì có ba loại dâu dâu pháp dâu mỹ dâu hàn chẳng hạn đó rồi kích vào dâu hàn thì có loại dâu dâu sai này sai kia vân vân đó chúng ta phải tính trước các bạn và và sau đó khi các bạn chạy thử website các bạn sẽ phải tăng cái 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 dữ liệu này đến mức tối đa ha bởi vì là nếu chúng ta không có tăng doanh thu bán hàng hoặc là tăng cái dữ liệu đến mức tối đa thì có thể là người ta chỉ thiết kế cho bạn để bỏ được có 20 sản phẩm chẳng hạn hoặc là 100 sản phẩm mà mỗi ngày mỗi tháng các bạn về hàng 100 sản phẩm đến một lúc một năm chẳng hạn các bạn chạy đến lên đến, chục ngàn sản phẩm thì nó bị gì? Nó bị đứng ha, nó bị hệ thống nó quá tải nó nó bị đứng mất bởi người ta thiết kế tối đa là chừng đó. Chẳng hạn như cái hệ thống LMS của chúng ta người ta đã phải ghi sẵn cho cô là chỉ ấp được file dưới 20 m chẳng hạn đó cái giới hạn của hệ thống nằm ở chỗ đó thôi là người ta phải ghi chú sẵn hoặc là ví dụ như là phải 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 hỏi xem người ta là hình ảnh được đạt đến bao nhiêu mê thì 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 hết đát đúng không cao nhất là bao nhiêu mê ờ, chứ các bạn ấp một cái hình uh, hd hdd mà 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 siêu nét đó lên đó thì thì sao nó sẽ bị cái gì bị lỗi hệ thống liền ha ở chúng ta phải tính tính trước những điều đó nên chúng ta phải tăng cái cái số lượng dữ liệu của chúng ta đến mức hết mức tối đa của chúng ta mà muốn có dữ liệu để để làm thì chúng ta có làm dữ liệu giả có phải mất công không nếu chúng ta có dữ liệu sẵn của khách hàng hay là các sản phẩm thì cái việc mà 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 test cái website nó dễ dàng hơn ha đó nó đảm bảo cho sự ổn định của website sau này um, và các bạn cũng Trước khi làm website các bạn phải trả lời được 10 câu hỏi ha. Các bạn phải trả lời được 10 câu hỏi là những người làm marketing á, là những người làm cái, cái, cái tham gia vào quá trình kinh doanh của cái website này các bạn phải trả lời 10 câu hỏi. 10 câu hỏi này không phải dành cho người làm kỹ thuật mà 10 câu hỏi dành cho những người kinh doanh ha. Đầu tiên bạn xây dựng website để làm gì? Ha. Nhiều nhiều công ty xây dựng website để cho có, để cho có website với mọi người ha. Xây dựng website để làm gì? Đúng không? Uh, bạn xây dựng website để trưng bày sản phẩm lên cho đẹp hay bạn cũng xây dựng website để mà mà mọi người mua hàng nếu mọi người mua hàng thì bạn phải có form để người ta điền uh, thông tin sản phẩm đúng không à, thông tin địa chỉ người ta rồi có giỏ hàng để người ta kích đưa sản phẩm vào trong giỏ hàng đó xây uh, mục đích xây dựng website là gì nó sẽ đưa đến cái, cái... Uh những cái, cái 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 mục tiêu nhỏ của chúng ta sau này trong từng cái cái menu hay từng cái trang của chúng ta ha đó ai là khách hàng mục tiêu của của bạn ai là khách hàng ừ, khách hàng là các bà mẹ thì là website khác khách hàng là những uh, những bạn uh, tuổi tin mới lớn thì bạn không có thích đọc nhiều đâu các bạn ha đó khách hàng là những người tìm hiểu sâu về các sản phẩm ví dụ thích các sản phẩm organic gì đó thì là độ tuổi khoảng 30 40 rồi họ sẵn sàng đọc những trang bài viết dài thật dài về cái đặc tính sản phẩm hay là những cái lợi ích của sản phẩm ha à, đó tùy thuộc vào khách hàng mà chúng ta có những cái cái chiến lược nhất định rồi khách hàng sẽ làm gì khi vào website khách hàng sẽ làm gì khi vào website bạn muốn khách hàng kích vào đâu thì bạn phải có nút ngay đó đúng không? Bạn muốn khách hàng mua hàng thì cái giỏ hàng phải nằm ở trang chủ. Chứ muốn khách hàng mua hàng đánh giá hiệu quả của website như thế nào? À, ví dụ như chúng ta đánh giá dựa vào doanh thu tháng này ha, hoặc là chúng ta hay là chúng ta đánh giá vào lượt truy cập của website đúng không? Tùy thuộc vào vào cái mục đích xây dựng website của bạn thì bạn đánh giá hiệu quả cho nó phù hợp. Rồi các bạn sẽ định quảng bá website ở đâu? Ừ. Quảng bá website ở đâu? Ví dụ khách hàng mục tiêu của bạn là những người 18 đến 35 là những người hay dùng Facebook thì bạn quảng cáo trên Facebook chẳng hạn. À, ví dụ khách hàng của bạn từ 18 đến 25 thôi là những cái đối tượng thường dùng Instagram thì bạn quảng bá trên Instagram chẳng hạn. Đó, tùy thuộc vào khách hàng mục tiêu mà chúng ta có cái chiến lược quảng cáo nó nó phù hợp ha. Rồi cái website của các bạn hay là cái fanpage của các bạn cung cấp lợi ích gì cho khách hàng? Lợi ích gì cho khách hàng? bạn phải cung cấp một cái lợi ích chứ người ta cũng không xem qua đâu xem qua một lần thì người ta sẽ rời đi ngay sau đó ha ừ, ví dụ bạn bè mời mình vào một trang rồi xem không rồi xem một lần cho có hoặc like một lần cho có thôi rồi sau đó người ta sẽ biến mất quan trọng người ta bạn cung cấp lợi ích gì cho khách hàng ừ. thì website thì thường nó qua cung cấp lợi ích cụ thể giống như là để mua hay là để xem xem mẫu các sản phẩm ha Tuy nhiên là ví dụ fanpage của các bạn thì cái lợi ích nó không rõ ràng Lợi ích không rõ ràng Có thể các bạn đem đến niềm vui cho khách hàng Các bạn đem đến sự lạc quan cho khách hàng Những cái đó hàng ngày người ta muốn như vậy ha Rồi website của bạn sử dụng các công cụ mạnh nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn có thể cho nhân viên Những nhân viên mà mà bán hàng á, Chat một lúc với 10 người chẳng hạn đó hoặc là có thể liên kết giữa cái livestream với lại cái website để đưa cứ cứ một khách hàng đặt hàng thì nếu đúng cú pháp nó sẽ tự động chạy vô hệ thống của website ha để đặt hàng cùng một chỗ như vậy chúng ta sẽ kiểm soát được cái lượng hàng tồn trong kho chẳng hạn đó rồi website của bạn cung cấp các thêm các giá trị gia tăng gì cho khách hàng rồi bạn có sẵn sàng giao tiếp với khách hàng bằng cái cách nào không ha. muốn sẵn sàng giao tiếp thì bạn cũng phải chuẩn bị nhân viên các bạn Uh, chứ nhiều nhiều website không có đủ nhân viên nên là cứ cứ khách hàng trả lời và khách hàng hỏi trên Facebook một cái là uh, ví dụ người ta hỏi còn hàng không shop vậy uh, xin vui xin vui lòng check inbox chúng tôi đã gửi thông tin cho khách hàng cứ một câu đó lặp đi lặp lại ha lặp đi lặp lại liên tục trong khi người ta hỏi những cái cái mà có ngay ví dụ như là uh, ngày mai cửa hàng có mở cửa không ví dụ như vậy mà cũng cứ liên tục những cái câu trả lời tự động ha trả lời tự động chỉ dùng khi mà không có người giao tiếp ở đó thôi các bạn không thôi nó rất là phản tác dụng làm sao người ta sẽ không hỏi nữa đâu người ta biết là người ta đang giao tiếp với một cái máy mà nên nó có tác dụng gì đâu đúng không đó và chúng ta là luôn 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 ở trạng thái không được bảo thủ các bạn một khi mà chúng ta bảo thủ thì nó khó phát triển được chúng ta đừng có thiết kế ra một cái website xong chúng ta nghĩ rằng là vì chúng ta đã tốn tiền thiết kế nên chúng ta sẽ mãi mãi dùng nó ha nó giống như một cái nhà chúng ta xây xong cũng vậy. Nếu bạn làm homestay rõ ràng bạn phải cải tiến mỗi năm, bạn phải thay đổi mỗi năm cho nó uh, xếp đặt cho nó mới mới ha, hoặc là chúng ta phải sơn lại cho nó mới. Chúng ta không thể là để nó, nó cũ mốc mãi như vậy làm sao homestay của bạn thu hút được khách hàng đúng không? Thì cái website cũng mình giống như là một căn nhà của doanh nghiệp bạn vậy đó. Bạn phải hàng năm phải sửa đổi đánh giá sửa đổi đánh giá lại ha xem nó có còn phù hợp không và đến một lúc công nghệ người ta thay đổi hết rồi mà thì thì bạn cũng phải thay đổi thôi ha nên chúng ta thấy một số tờ báo lâu lâu nó thay đổi hoàn toàn giao diện chúng ta thấy rất là khó chịu vì chúng ta không quen á nhưng thật ra là đến lúc người ta thay đổi và cái việc người ta thay đổi không phải là chỉ bề ngoài các bạn cái việc thay đổi bề ngoài người, người ta có thể để nguyên cái cũ để cần gì phải thay đổi giao diện bên ngoài cái hàng quen rồi mà nhưng vấn đề là người ta phải thay đổi công nghệ các bạn thay đổi công nghệ cái việc lập trình phía trong á người ta phải thay đổi công nghệ cho đó cái bề ngoài nó bị thay đổi như vậy ha đó. thì cái mục đích xây dựng website cô đã ghi kỹ cho các bạn trong này rồi ha các tiêu chí đánh giá website thì đây có hết rồi các bạn tự đọc ha Uh, ví dụ sẵn sàng giao tiếp với khách hàng một số cái website hay là fanpage người ta có các cái 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 cái, cái số toll free là cái gì số điện thoại miễn phí ấy, các bạn ví dụ một chín không không một hay là những cái số điện thoại miễn phí ấy, để các bạn gọi đến để tư vấn mà không tốn tiền ha hoặc là có trung tâm chăm sóc khách hàng trung tâm chăm sóc khách hàng có nhiều người gọi điện thoại cho khách hàng uh, cô thấy buồn cười lắm cái này nó, nó đòi hỏi phải có sự đồng nhất trong toàn hệ thống bán hàng các bạn à, ví dụ như người ta đưa ra một form xong rồi cô điền điền thông tin vào đó cô muốn mua cái áo nào nào size bao nhiêu rồi gửi cho họ xong họ lập tức lại gửi cho đại lý các tỉnh các tỉnh lại gọi điện thoại cho cô hỏi là chị muốn mua size gì đó rõ ràng họ cùng một câu hỏi thôi họ có thể hỏi rằng là ờ, chúng chúng tôi check thấy thông tin chị mua size này đúng không ạ à? đó rồi cô cứ đằng này hỏi chị muốn mua size gì rồi cô phải lại phải trở, trả lời lại từ đầu, trả lời xong lại phải bắt vào Zalo confirm cái cái thông tin cô vừa trả lời. Trong khi cô vừa confirm xong, đó lại lại, lại trả lời lại tiếp tục. Rồi sau đó người ta bắt cô chuyển khoản. Chuyển khoản xong người ta lại hỏi lại xem là địa chỉ cô ở đâu. Trong khi cô đã trả lời đến lần thứ ba các bạn có thấy mệt mỏi không? Phải không? Do đó cái việc mà chúng ta không phải chỉ lập nên cái 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 cái, cái cái trung tâm chăm sóc khách hàng hay chúng ta có bộ phận chăm sóc khách hàng hay là công ty nhỏ của các bạn thì chỉ có một người chăm sóc khách hàng thì chúng ta phải đào tạo cái người đó các bạn phải đào tạo người đó à, khi khách hàng như nói cái gì thì làm cái gì à, chúng ta phải có một cái bộ quy chuẩn luôn để nếu người đó nghỉ việc thì có người khác nữa ha à, khách hàng hỏi gì à, gọi điện thoại cho khách hàng thì hỏi cái gì đó trả lời những điều gì ừ. rồi không đôi co qua lại với khách hàng như thế nào vân vân đó, chứ còn tới một bước bán hàng này mà nó nó sai lầm thì các bạn sẽ sẽ không có doanh thu cao được đúng không? đó cái việc giao tiếp không phải là chúng ta chỉ tạo ra công cụ để giao tiếp như là website có đính kèm diễn đàn chẳng hạn, rồi trên các blog hay là các cái như Facebook đó, các mạng xã hội hay là hỗ trợ trực tuyến chat thông qua chat hoặc là có cái phòng chat uh, giữa các khách hàng với nhau đâu mà chúng ta cần phải làm gì phải đào tạo nhân viên ha phải có cái cái, cái cách thức phù hợp chứ phải chỉ có dùng công cụ là xong ha con người thật ra nó 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 hay có những cảm xúc với các bạn ngày thì vui ngày thì buồn đúng không ngày thì buồn lại trả lời khách hàng không theo quy định thì thì nó sẽ dẫn đến hậu quả các bạn mà các bạn biết bây giờ rồi đó chỉ cần trả lời khách hàng không đồng hoàng các bạn có thể bị phốt ở trên mạng liền ha đó thì giống như chúng ta học trong môn quản trị chất, quản lý, quản trị chất lượng ha. và chúng ta luôn luôn phải đánh giá sửa đổi đánh giá ha, luôn luôn như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một cái mô hình gọi là mô hình AIDA. Mô hình AIDA là cái gì? Mô hình AIDA là cái mô hình mà nổi tiếng trong cái marketing các bạn. Marketing đầu tiên là kích thích cái 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 sự mà chú ý của mọi người sau đó mọi người sẽ quan tâm và cảm thấy mong muốn mong muốn sau đó họ sẽ hành động họ sẽ hành động hành động bằng cách nào có thể là mua hoặc là tiếp tục mua nữa hoặc giới thiệu với những người khác hoặc là bỏ đi do đó cái quy trình ida này là một cái quy trình vòng tròn trong cái việc bán hàng trong việc bán hàng cả truyền thống cũng như là trong trong thương mại điện tử thì trong thương mại điện tử cái mô hình ida là như thế nào À, là cái chữ A đầu tiên chính là attention hay là awareness này các bạn tức là website của bạn phải thu hút được sự chú ý của khách hàng à, khi người ta chú ý rồi người ta mới bắt đầu xem nó là cái gì đúng không đó, phải thu hút được sự chú ý của khách hàng hoặc là sản phẩm của bạn phải thu hút được sự chú ý của khách hàng đó là lý do vì sao chúng ta phải thiết kế avatar hay là um, thiết kế... Um, Hôm sau chúng ta sẽ thiết kế cái, cái cái hình ảnh kèm với cái bài post của các bạn đúng không? Đó ví dụ các bạn nói giảm giá 50%. Cái chữ đó nó không bao giờ thu hút bằng cái việc các bạn làm một cái hình ảnh giảm có chữ giảm giá 50% to đùng người ta đọc vô, người ta đọc cái số 50% thôi ha. Bởi vì cái bản chất con người là đọc số. Xong rồi người ta xem hình là nhanh hơn cái việc mà đọc chữ đúng không? Đó, nên là nếu các bạn làm làm bằng hình thì nó 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 có tác dụng hơn rất là nhiều. Đó để thu hút được sự chú ý của khách hàng. Thứ hai, thứ hai là sau cái quá trình mà khách hàng chú ý đến đến website của bạn hay sản phẩm của bạn rồi, bắt đầu người ta sẽ cần cảm thấy là uh, cần tìm hiểu thêm về sản phẩm ha? cần tìm hiểu thêm sau khi thấy 50 phần trăm có cái, cái chữ 50 phần à, trăm hay quá hoặc là sau khi thấy cái hình đẹp quá hoặc cái logo của bạn trong ấn tượng trong có vẻ là là uh, ví dụ cái nhóm sushi gì hôm trước á, nhóm gì kinh doanh sushi mà có hình Lực sĩ đó ví dụ cô thấy ấn tượng với cái cái logo đó thì cô bắt đầu vào xem, à, xem xem mà không có gì thì người ta có thì người ta sẽ đi mất thôi các bạn đúng không? Xem thì chúng ta phải cung cấp thông tin phù hợp với nhu cầu của khách hàng đúng không? Chúng ta bán sushi thì chúng ta sẽ phải cung cấp thông tin gì ha? À, ví dụ như là cá hồi chúng tôi từ đâu rồi chúng tôi có những đầu bếp như thế nào. Đó. Ví dụ như vậy chúng tôi có kinh nghiệm gì với mình đó là làm cho khách hàng sau khi chú ý xong thì À có giảm giá, có giảm giá mua 2 tặng 1 chẳng hạn, mua 1 tặng 1 vân vân. Thì lúc này cái chữ desire các bạn, đây là desire chứ phải design kia đâu, design kia là thiết kế thôi, đây là desire là lúc này chúng ta làm cho khách hàng mong muốn, mong muốn ha. Đầu tiên là chú ý, sau đó quan tâm, sau đó mong muốn, muốn có một món đó hay muốn có một món hàng thì muốn để làm cho cái cái độ mong muốn của họ tăng lên á thì các bạn làm một cách giảm giá hoặc là tặng quà kèm theo gì đấy rồi Đó là lý do vì sao các hãng nhãn hàng ngày nào cũng phải là làm các cái chiến dịch giảm giá hay là tặng kèm các bạn. Mặc dù khách hàng nhiều lúc vẫn nghĩ là có khi người ta nâng giá lên rồi người ta giảm giá vân vân tuy nhiên cái cái biện pháp này đến bây giờ vẫn luôn luôn có tác dụng ha luôn luôn có tác dụng đến lúc này vì mong muốn quá rồi người ta cũng chả buồn xem những trang khác coi có giảm giá giống vậy hay không ha có khi các bạn xem trên trên Tiki hay là shopee thì giá như vậy bên lazada có khi là giá rẻ hơn đúng không nhưng mà lúc này chúng ta thấy uh, hợp hợp lý quá thế là mua luôn rồi ha đó và đến bước thứ tư là action. Action action là hành động. Muốn hành động, muốn khách hàng hành động thì các bạn phải có cái gì? Có cái form tiện lợi. À, để khách hàng nhập nhập địa chỉ, nhập và nhập tên. Trời ơi, anh không biết dịch vụ chăm sóc khách hàng của một số hãng có tốt không? Người ta còn bắt có khai ngày sinh đúng không? Nếu mà mới với mục đích mà để có thể tặng voucher vào ngày sinh á, thì được. Còn nếu mà mãi mãi không có tặng quà gì vào ngày sinh thì chúng ta đừng có bắt khách hàng khai ngày sinh đúng không? Đó. Gây khó chịu cho khách hàng hoặc là địa chỉ nhận hàng với địa chỉ nhà. Hai cái đó có khác gì nhau không? Mục đích là chỉ có giao hàng thôi mà tại sao phải cần địa chỉ nhà nữa các bạn, thấy không? Không phải cứ form nên chúng ta không có để cho cái nhà thiết kế tự tung tự tác trong việc thiết kế form này ha. Sau khi xem chúng ta phải xem kỹ những cái nào mà không cần thiết chúng ta bỏ đi còn thường những nhà thiết kế người ta chỉ dùng những form sẵn của bên nước ngoài á đó người ta cứ in vào thôi bao nhiêu ô các bạn tưởng tượng mà điền 5 ô trong một cái form để mua thì các bạn còn kiên nhẫn đâu nữa để mua nữa đúng không đó lúc này mà muốn khách hàng mua hàng thì phải làm cho mọi việc nó tiện lợi nhanh chóng và an toàn để cho khách hàng mua hàng và khách hàng còn quay lại lần sau đúng không đó do đó cái aida này là 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 muốn cái cái bước mà biến từ cái việc mà chỉ nhìn thôi của khách hàng biến thành hành động các bạn từ cái việc xem và biến thành hành động đó. muốn làm tốt cái khâu action cuối cùng thì các khâu ở phía trước cũng phải làm tốt nha đó là cái cái thương mại điện tử truyền thống trước đây khi chưa có mạng xã hội các bạn còn kể từ khi có mạng xã hội thì người ta nói về cái mô hình ai sát mô hình ai nghĩa là sao là nó xuất hiện cái cái bước sợt và bước xe này các bạn này, hay xuất hiện hai chữ chữ S này này. Đó, là khi chúng ta thấy uh, uh, nhìn thấy đẹp đẹp rồi, chúng ta chú ý, sau đó chúng ta quan tâm tìm kiếm thông tin. Sau khi tìm kiếm xong thì các bạn gì? Đó, các bạn tìm kiếm các bạn vào website các bạn xem xong rồi các bạn đã bắt đầu tìm, à, các bạn search. Search trên mạng coi giá cái trang nào rẻ hơn ha. Giá trang nào rẻ hơn, sau đó các bạn làm gì? Bắt đầu hành động. Các bạn có thể mua hoặc là các bạn có thể uh, uh, share bài lên hoặc các bạn có thể lưu vào đó để bữa sau mua đúng không? đó Các bạn có thể share cho các bạn khác ở trên mạng xã hội làm cho nó lan truyền nhanh hơn. Cái này chính là cái bước viral marketing hôm trước chúng ta học đây. À, là cái bước share thông tin đi khắp nơi. Do đó cái mô hình ISAT này thì nếu bạn là một doanh nghiệp nếu bạn là một người tạo ra fanpage thì các bạn sẽ phải làm tốt các bước này đúng không? làm gì để khách hàng uh, search sản phẩm, rồi sợ xong thì khách hàng có mua không? Mua không thì phải có phong mẫu tuyệt vời ha. Sau đó phải làm cho khách hàng thích thú đến mức xe ra. Muốn khách hàng thích thú thì bạn phải có cái cái bước chăm sóc khách hàng tuyệt vời chẳng hạn, hả? Thì thật ra có nhiều cách làm trong những cái bước này để mà đi đến cái việc mua hàng của khách hàng ha. Ờ, chúng ta chỉ học sơ qua vậy thôi. Nếu mà các bạn muốn biết kỹ hơn thì các bạn có thể search trên internet ha các bạn search trên internet chúng ta sẽ thấy và khi mà chúng ta đánh giá một gian hàng B2C á, một website B2C hoặc một gian hàng B2C trên các sàn giao dịch thương mại điện tử bất kỳ á, thì chúng ta sẽ đánh giá dựa vào cái mô hình 7C này ha và đã có nhiều cách đánh giá nhưng đây là một trong những cách đánh giá là mô hình 7C các bạn sẽ đánh giá nội dung hình thức có, ờ, có các cái liên kết dễ bấm vào không dễ liên kết hay không khách hàng giao dịch có an toàn không có cá biệt hóa vân vân ha cái này cô đã gửi kèm tài liệu các bạn đọc kỹ trong đó nhé thì chúng ta thấy là là mọi việc nó khá là phức tạp không phải là như chúng ta nghĩ đúng không nên là cái bộ phận marketing trong công ty rất là đông hoặc trong các công ty lớn còn nếu các bạn chỉ là những cái cái công ty nhỏ thì các bạn sẽ phải nghĩ hết mọi điều trong cái một cái chiến dịch của mình ha do đó nó giống như trồng một cái cây các bạn trồng một cái cây chờ đến ngày cây lớn thì các bạn phải tưới nước bón phân nó rất tốn rất nhiều thời gian ha lễ cây các bạn đã có sẵn là, là thương hiệu rồi nội dung của bạn rồi bạn đã nghiên cứu marketing về khách hàng của bạn sau đó bạn bắt đầu thiết kế website rồi bạn làm những cái việc như truyền thông trên mạng xã hội như thế nào gửi email marketing như thế nào ha. rồi các bạn quảng cáo trên google sao ha. rồi các bạn làm seo seo này là seo các bạn là có nghĩa là um, đưa cái từ khóa của cái website bạn lên top chẳng hạn ví dụ từ khóa dâu tây đà lạt lên top ha. muốn nó lên top của bộ máy tìm kiếm thì hoặc là người làm seo và có những người làm seo các bạn và những người họ sẽ cày cày ngày cày đêm chạy để để tăng cái lượt truy cập website của bạn lên top đầu nè họ comment các cái từ khóa đi ở các diễn đàn để khắp nơi khắp nơi miễn là cứ cái seo này nghĩa là cứ càng nhiều người truy cập vào thì cái website của bạn càng lên top cao hơn ha để người ta vừa sợt vô tây đà lạt là đã ra trang của bạn ít nhất phải nằm ở trang năm chẳng hạn chứ website của bạn mà nằm ở trong 10 thì chả bao giờ có người kích vào đúng không hết rồi việc bảo trì quản trị website như thế nào nói chung là rất nhiều việc trong một quá trình làm một cái chiến lược online marketing ha à, chúng ta sẽ chuẩn bị cho việc là viết một cái bài post trên trang fanpage của các bạn vào hôm sau thì chúng ta sẽ viết bằng cách nào à, Thật ra là có nhiều ý tưởng để mà viết một cái bài lắm các bạn. Trên mạng có rất nhiều ý tưởng. Thì làm sao để chúng ta viết đây? Làm sao để chúng ta viết đây? Ví dụ như cô có một cái cô có một cái khách sạn chẳng hạn, cô có một cái khách sạn. Bây giờ cô sẽ viết viết những cái chủ đề gì về về khách sạn của mình các bạn. Ví dụ như cô viết về uh, khách sạn của cô có một cái fanpage trên trên Facebook ha. Bây giờ cô sẽ viết gì đây? mỗi ngày cô viết một cái post. Bây giờ cô viết gì các bạn? Đầu tiên cô viết về uh, khách sạn của cô là một khách sạn uh, dạo này giá phòng giảm giá. Rồi ngoài viết về giá phòng chúng ta còn viết về gì cái gì nữa các bạn? thử nhắn vào trong cửa sổ chat cô xem. Ngoài viết về giá phòng chúng ta còn viết về cái gì? Mỗi ngày chúng ta phải viết một bài đấy các bạn. Ừ. theo các bạn chúng ta nên viết về cái gì nữa khi chúng ta nghĩ đến khách sạn chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì ngoài phòng ốc thì các bạn sẽ nghĩ đến cái gì nữa à view view đẹp khách sạn của chúng tôi có view rất đẹp ha view nhìn ra hồ xuân hương chẳng hạn dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt mỗi sáng bạn sẽ được uh, À, có một bữa ăn sáng miễn phí là bánh mì xíu mại hoặc mì gói ví dụ như vậy hết chưa ngoài view đẹp dịch vụ chăm sóc khách hàng còn cái gì nữa à chúng tôi có dịch vụ thuê xe đúng không dịch vụ thuê xe cũng rất dễ thương ví dụ như cô đi ở Đà Nẵng có dịch vụ à, sáng bạn có thể ở à, cô đi Hội An chứ sáng sẽ có xe ô tô chở các bạn đến Hội An và đón bạn vào buổi chiều hoặc các bạn có thể sử dụng xe máy xe đạp miễn phí của chúng tôi ha. đạp xe đạp đi Hội An rất là dễ thương ngoài ra còn gì nữa không các bạn bắt đầu chúng ta mở rộng ra việc xung quanh ha bắt đầu chúng ta nghĩ đến những thứ xung quanh cái căn nhà đây à, chúng tôi có vườn đẹp nè và vườn rồi gì nữa chúng ta nghĩ rộng ra hồ bơi có vườn cái gì nữa chúng ta nghĩ xa hơn một tí đi ra khỏi hàng rào thì đến cái gì ra bên ngoài hàng rào Gôn, từ 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 khách sạn chúng tôi tới Sengol chỉ có một cái số đúng không? Các bạn có thể chụp ảnh ở Sengol hoặc là đánh gôn. Còn gì nào? Ra một tí nữa. À, gần các địa điểm ăn uống. Sau đó chúng ta liệt kê các địa điểm ăn uống của khách sạn đúng không? À, các bạn có thể đi tối, các bạn có thể đi ăn bánh căng ở đâu đó tối. Các bạn có thể đi gần đi ra chợ đêm, vừa tham quan vừa ăn uống, vân vân. Hết chưa? nghĩ chúng ta nghĩ xa hơn nữa đi. Các bạn có nghĩ đến các khách sạn lân cận không? Ừ. Ví dụ như chúng ta so sánh với các khách sạn lên cận, ha. À. So sánh. Ví dụ như là uh, trên cung đường đó có bao nhiêu khách sạn nhưng chúng tôi là giá hợp lý, giá cả chúng tôi hợp lý chẳng hạn đó, đó đây là một cái cái phương pháp mà chúng ta brainstorming tức là chúng ta động não các bạn chúng ta sẽ động não từ cái ví dụ từ cái vị trí vị trí thì chúng ta bắt đầu suy ra vị trí gần cái gì gần cái gì ha từ cái việc mà dịch vụ chúng ta sẽ xem thử khách sạn có các dịch vụ gì ha từ cái view thì chúng ta sẽ xem view các phòng áp mái hay phòng bên cạnh như thế nào rồi từ view chúng ta có thể nghĩ đến cái cái khí hậu ở Đà Lạt như thế nào gần rừng thông ra sao rồi các bạn có thể check in chụp hình như thế nào đó. Hoặc là chúng ta có thể kết hợp hai ý tưởng thành một bài post. Ví dụ như là uh, giá cả và gần các khu du lịch. Đó. Các bạn có thể kết hợp hai cái. Ví dụ là chúng tôi giá cả hợp lý mà lại gần các khu du lịch. Đó. Các bạn có thể kết hợp hai cái. Rồi ví dụ các bạn có thể uh, kết hợp giữa hồ bơi và thời tiết chẳng hạn chúng tôi có hồ bơi nước nóng mặc dù thời tiết Đà Lạt lạnh như thế nào ha. xe xe lạnh này nhưng mà các bạn đừng lo chúng tôi có hồ bơi nước nóng đó chúng ta có thể kết hợp hai ba ý tưởng lại với nhau thành một bài post đó để chúng ta phải vẽ ra ha, vẽ ra sơ đồ um, động não ha những thứ liên quan đến khách sạn gồm có gì những thứ liên quan đến hàng xóm gồm có gì những thứ liên quan đến những cái cùng ngành là cái gì đó rồi rồi chúng ta kết hợp hai hoặc ba ý tưởng để tạo thành một bài post bởi vì các bạn thấy không bây giờ chúng ta xây dựng lên một fanpage mà mỗi ngày chúng ta phải post một bài các bạn 365 ngày làm sao nghĩ ra ý tưởng hả hoặc là một tuần các bạn post một bài chẳng lẽ lúc nào cũng giảm giá giảm giá giảm giá thấy giảm giá hoài thì cứ, người ta có thấy khác gì đâu ha đó chúng ta phải tạo ra một cái câu chuyện xuyên suốt câu chuyện xuyên suốt liên quan đến khách sạn của các bạn nữa đó vì thế, ngoài những cái mà, mà chúng ta vừa nói thì có cái ý tưởng đây các bạn. Đây là 11 ý tưởng. Ở ta trên mạng có nhiều ý tưởng lắm, nhưng mà đây là 11 ý tưởng các bạn có thể xây dựng nội dung cho cái cho cái cái, cái cái fanpage hay website của các bạn ha. Người ta hay dùng là content marketing các bạn, mặc dù đây là dịch là marketing nội dung ha nhưng mà mọi người hay hiểu nhầm chữ nội dung thành hình thành cái việc là viết bằng chữ các bạn nội dung không phải lúc nào cũng viết bằng chữ đúng không các bạn thấy nội dung bây giờ nội dung là có hình ảnh này âm thanh à, không chứ có cả video nữa chứ không phải lúc nào nội dung cũng là chữ người ta trên mạng các bạn sợ đó các bạn có các bạn hãy dùng chữ content luôn ha vì người ta ít dùng từ nội dung lắm nội dung qua tiếng Việt thường nghĩ rằng là thành văn viết á nên là người ta hay hiểu nhầm à thì đây là 11 ý tưởng content marketing tức là marketing về mặt nội dung tức là chúng ta xây dựng các cái cái nội dung ở trên uh, website hay fanpage của, của 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 công ty mình hay hay là của bản thân các bạn cũng vậy ví dụ các bạn có thể tạo danh sách các cái địa chỉ ảnh hưởng trong lĩnh vực bạn theo đuổi chúng ta có thể viết những thứ không liên quan đến khách sạn của chúng ta chẳng hạn 11 villa đẹp nhất ở Đà Lạt. Rồi chúng ta ghi thêm một câu cuối là nếu các bạn có ngân sách giới hạn các bạn có thể ở khách sạn của chúng tôi. cũng có không khí tận hưởng không khí Đà Lạt mà giá cả không quá đắt như những villa mà tôi viết ở trên ha. Đó ví dụ như vậy các bạn. Chúng ta có thể viết và nó nó là một câu liên quan đến cái đến chúng ta ha cái cách biết đó rất hay bởi vì người ta người người đọc cảm thấy không bị ép buộc vào cái việc gì cả ha chứ chúng ta biết là, là chúng tôi khách sạn nhỏ 300 ngàn một đêm mà còn tuyệt vời hơn villa như vậy là người ta không thích rồi ha chúng ta cứ cứ làm cứ đưa ra những cái cái đánh giá về các cái villa đó chúng ta thấy nó tuyệt vời sao thì chúng ta đánh giá còn khách sạn chúng ta là ở phía dưới ha đó nhân tiện nhân tiện thì giới thiệu villa thì uh, khách sạn chúng tôi đang có khuyến mãi bạn nào có nhân sách eo hẹp chúng ta có hoặc là đi khách đoàn chúng ta có thể ở đây ví dụ như vậy ha Đó. chúng ta khi mà tạo ra cái cái cái, 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 cái danh sách địa chỉ có tầm ảnh hưởng này á chúng ta làm cho khách hàng cảm thấy rằng là, là chúng ta cũng am hiểu về lĩnh vực như vậy ha hoặc là ví dụ các bạn các bạn theo đuổi đang theo đuổi một cái hình ảnh là một người doanh nhân mà Ờ, bạn đã từ bỏ dám từ bỏ công việc ở Sài Gòn lên Đà Lạt làm một homestay ví dụ như vậy thì bạn phải xây dựng cái hình ảnh làm sao mà người ta cảm thấy là ờ, bạn cũng cũng có cũng quen biết với những người cùng trong cái cái cái, cái uh, lĩnh vực này đó. bạn có thể chụp những cái buổi đi nói chuyện với các cái buổi gặp gỡ với các chủ homestay khác chẳng hạn tạo ra cái câu chuyện hấp dẫn ha tóm lại làm content marketing nhé các bạn phải tạo ra cái đặc trưng riêng của đặc trưng riêng thổi hồn vào những câu chuyện của bạn là thật ra những câu chuyện hay khách sạn chỉ là cái vật vô tri vô giác nhưng nếu bạn thổi hồn vào một cái khách sạn hay cái sản phẩm của bạn ha hay là chuyến du lịch của cái quả dâu tây chẳng hạn ha, quả dâu tây của bạn nó chỉ là vật vô tri vô giác nhưng nếu bạn làm cho nó trở nên là là là, là sống động mà sống động và có cái cá tính riêng trong cái cái việc kinh doanh của bạn á thì nó sẽ hấp dẫn và người xem người ta thì sẽ thích xe theo dõi các bạn mãi thôi, đúng không? Rồi các bạn có thể làm những cái post giải đáp thắc mắc về công việc kinh doanh của bạn. Ví dụ như là công việc của một người quản lý homestay hàng ngày là như thế nào? À, thật ra là mọi người đều tò mò về việc đó. Ha? Không cần chúng ta biết quá hay đâu, chúng ta sẽ biết hoài thì chúng ta sẽ biết lên tay thôi. Hoặc là chúng ta tìm những cái post của các cái hãng, các cái cái đối thủ của chúng ta hoặc là của cái, cái khách sạn lớn vân vân á cái, cái, nào mà người ta chú tâm đến cái viết content này chúng ta có thể viết theo ha lúc đầu chúng ta có thể viết hơi, hơi dở nhưng lần sau chúng ta sẽ viết hay hơn miễn là chúng ta viết từ trong suy nghĩ từ trong cảm xúc của chúng ta thì nó sẽ trở thành một cái con người thực sự ha có thể con người của bạn uh, xây dựng cá tính là con người uh, khó tính hoặc là uh, một khách sạn dạng chảnh trệ như thế nào nhưng đó cũng là một dạng cá tính ha đến dạng cá tính, người ta thích những cái đặc điểm riêng như vậy. ha Các bạn có thể cung cấp cái đội nhóm hồ sơ đội nhóm của các bạn. Do đó, ở trên các YouTube hay là Instagram hay như như Facebook người ta hay có cái mấy Q&A nè, hỏi và trả lời 10 câu hỏi bí mật, 10 câu hỏi về bí mật của khách sạn như thế. À, rồi hỏi khách hàng, ha. các bạn có phải phỏng vấn cái khách hàng của bạn bạn có thể cho khách hàng dùng thử sản phẩm rồi review của khách hàng ha cô thấy một số khách sạn thì muốn fanpage phát triển mà mà không hề có review của khách hàng ha đáng lẽ chúng ta có thể giảm 10% cho khách hàng 10% của một phòng là bao nhiêu các bạn là 30 000 đúng không thay vì các bạn quảng cáo trên facebook tốn 30 000 thì các bạn có thể giảm 10% với yêu cầu là khách hàng review uh, cho chúng ta đúng không đó, được giảm giá thì được giảm giá thì khách hàng sẽ thích thôi và họ sẽ sẽ biết một đoạn review hay ho cho chúng ta đúng không đó nhưng mà cũng tùy khách hàng đó bạn à, những cái người mà họ đi vì công việc thì họ không thích như vậy họ vội vàng họ đi vì công việc còn những bạn mà đi du lịch thì họ sẽ thích làm như vậy thì thì mình mình cho họ review và giảm giá đúng không đó rồi các bạn có thể đưa ra hướng dẫn sử dụng sản phẩm quay các clip hướng dẫn sử dụng sản phẩm nè rồi các bạn thông báo khuyến mãi rồi các bạn tổ chức cuộc thi chia sẻ sự kiện bạn đã tham gia ví dụ như hôm nay tôi đã tham gia một khóa leo núi cùng các doanh nhân uh, thành đạt tôi đã học được nhiều điều vân vân cô thấy các cái những người mà uh, làm mà mở các công ty hay các nhãn hàng người ta hay làm những cái việc người ta hay tham gia sự kiện chạy bộ bao nhiêu km để làm gì các bạn Không phải tự nhiên người ta rảnh nhưng mà người ta tham gia thử sự kiện đâu người ta tham gia để làm gì để nói rằng tôi là một người biết cố gắng vượt qua khó khăn tôi là một người biết chăm lo bảo vệ sức khỏe để xây dựng hình ảnh bản thân các bạn xây dựng hình ảnh bản thân bởi vì chủ doanh nghiệp chính là người là là nắm cái hồn của công ty mà để để khách hàng có thể tin tưởng vào bạn hơn đó vì, tin tưởng vào công ty chỉ là tin tưởng vào sản phẩm thôi nhưng mà chưa mua sản phẩm làm sao biết sản phẩm tin tưởng như thế nào ha nhưng mà thể hiện qua những hình ảnh đó là một cái cái minh chứng cái, cái cái bằng chứng tốt nhất để mà chứng tỏ cái cái người chủ doanh nghiệp ha bạn có thể chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của bạn nè à, tạo video về quá trình sản xuất sản phẩm có những cái gì thú vị đặc biệt hết. Đó, đây là 11 ý tưởng thôi. Ngoài cái việc mà chúng ta phải động não để tạo ra những cái ý tưởng như cô lúc nãy nói ha thì đây là 11 ý tưởng các bạn có thể tham khảo thêm. À, tuy nhiên trước đó các bạn phải 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 chú ý một điều là hãy làm những cái gì mà mình biết rõ và giỏi á các bạn, ờ, các bạn là một chủ homestay nhưng mà các bạn uh, rất rành về game chẳng hạn, sao bạn không biết sự kết hợp giữa hai cái đó, à, uh, game này game kia rồi gì đó, thì, thì những người trong giới game có thể thích và cũng đi đến homestay của bạn ở cũng nên đó, đó, hãy biết gì về những gì mình giỏi và mình đam mê các bạn, nếu không giỏi thì hãy biết về điều đam mê, chứ đừng có biết gì về những cái điều mà chúng ta không biết gì á ví dụ chúng ta không biết gì về nhạc rồi chúng ta viết về đàn piano chẳng hạn như vậy thì đúng là tai hại ha người 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 bình thường mà người ta đọc vào thì người ta thấy quá buồn cười ha đó và không á không giỏi không đam mê cái gì thì các bạn hãy biết về những chủ đề hot trên mạng đang nhiều người quan tâm ừ, nhiều người quan tâm đó vì thế các fanpage mấy ngày nay các bạn thấy ông người ta hay đưa những cái cái câu mà 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 bà Phương Hằng của Đại Nam bạn bà, bà nói đúng không đó, người ta ăn theo cái trên đó các bạn đó chủ đề hot nhiều người quan tâm nhiều người quan tâm hoặc là những chủ đề mới chủ đề mới có khả năng tạo xu hướng đó, chủ đề mới là chủ đề gì đó hoặc là viết về những cảm xúc của chúng ta hôm nay tôi cảm thấy rất buồn về một khách hàng đã đánh giá như thế nào. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì một, mặc dù một khách hàng đến vào lúc 3 giờ sáng nhưng mà để mà chụp hình cưới thì bình minh lúc lúc năm giờ sáng thì tôi tôi thấy vui lây cái 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 niềm vui hạnh phúc của đôi trẻ chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nó biết về những cảm xúc của chúng ta. Do đó chúng ta uh, nên xác định xem là ai đọc cái 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 của chúng ta. Chúng ta phải xác định xem ai là người đọc. Chúng ta không thể mà cứ viết chung chung được. Ví dụ, những người chưa bao giờ đến khách sạn của các bạn, những người chưa bao giờ thử về dâu của bạn thì các bạn phải viết như thế nào? Viết khác với những người đã thử nha. Nếu những bạn nào chưa thử dâu chúng tôi thì tôi cam đoan rằng dâu của chúng tôi rất ngọt, ngọt đó cái loại dâu này rất ngọt nên bạn yên tâm những bạn thích ăn ngọt thì thì sẽ thích loại dâu này ví dụ như vậy đó những người biết cho những người chưa biết về sản về sản phẩm còn những người đã biết một chút rồi thì chúng ta sẽ biết khác nếu lần trước bạn đã thử những loại dâu ngọt của chúng tôi thì loại dâu lần này có chua hơn một chút nhưng lại giòn hơn đấy các bạn ví dụ vậy ha đó rồi những khách hàng biết nhiều rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu biết về các công dụng của sản phẩm về à, ăn dâu tốt cho sức khỏe sắc đẹp như thế nào vân vân rồi những khách hàng rất am hiểu thì chúng ta lại biết sâu hơn ví dụ như là công nghệ trồng dâu organic như thế nào công nghệ thủy canh như thế nào à, rồi đối với khách hàng của doanh nghiệp thì chúng ta lại có cách khác và chúng tôi sẽ chiết khấu và và giao hàng tận nơi bằng xe lạnh kho lạnh cho doanh nghiệp của các bạn chẳng hạn ví dụ vậy đó chúng ta mỗi cái bài post của chúng ta chúng ta phải xác định kỹ là ai là người đọc À, ai là người đọc ai không chỉ là cụ thể là con người độ tuổi bao nhiêu mà đó là những người biết biết bao nhiêu phần trăm về sản phẩm của chúng ta chúng ta không thể uh, gói gọn tất tần tật các đối tượng vào trong một cái post được đúng không bởi vì chúng ta phải biết hàng ngày chúng ta phải biết nhiều nên chúng ta phải chia nhỏ ra chia thật nhỏ ra các đối tượng khác nhau nha uh, thì uh... Thật ra có rất nhiều cái cách đánh giá thế nào là một cái content tốt ha, content tốt, content xấu. Rồi thì các bạn xem ở trên mạng, content tốt dĩ nhiên là ý tưởng tốt. rồi, rồi cái cách thức trình bày viết tốt, rồi kênh marketing nó hợp lý vân vân. Ha. Thì nói 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 qua thì cũng khó với các bạn khó với chúng ta nhưng nếu chúng ta cứ viết hàng ngày ngay như trên Facebook của cá nhân của các bạn các bạn chăm sóc hàng ngày á thì thì một ngày các bạn sẽ có cái ý tưởng xuyên suốt các bạn sẽ xây dựng được cái hình ảnh bản thân ý tưởng xuyên suốt ha à, nếu các bạn có cái mong muốn mong muốn có thể giỏi về cái việc viết content này thì các bạn có thể xây dựng và tìm hiểu cái kiến thức hàng ngày để mà nâng cao cái việc viết lách like của mình ha à, không cần phải viết văn hay đâu các bạn chỉ cần có một ý tưởng và cái cảm xúc nằm trong đó thôi đó. À. các bạn có thể sáng tạo các nội dung khác nữa các bạn ngoài các cách đó thì các bạn có thể sáng tạo nội dung khác ví dụ như là và những cái slide này không có trong slide của các bạn đâu cô mới bổ sung vào á à, ví dụ như là các bạn chọn đúng chủ đề lúc nãy chúng ta làm khách sạn chúng ta làm những cái chủ đề đúng rồi đúng không sau đó chúng ta ừ. làm những cái chủ đề trái ngược hoàn toàn những chủ đề trái ngược hoàn toàn à, ví dụ như cô nói đó và ví dụ chúng ta nói về villa chẳng hạn mặc dù khách sạn chúng ta khách sạn nhỏ xíu à ha Chúng ta nói về villa, những chủ đề trái ngược hoàn toàn Hoặc là chúng ta tìm những cái từ khóa phổ biến nhất trên Facebook Rồi những cái từ khóa mà ít người dùng nhất rồi chúng ta biết Những từ khóa phổ biến nhất trên Facebook là gì à, Bánh tráng nướng Đà Lạt chẳng hạn Bánh căng Đà Lạt ví dụ như vậy đó à, Chúng ta bắt đầu biết để có sự liên kết với cái khách sạn của chúng ta à. Chứ cô thấy nhiều nhiều cái sàn cũng có ý tưởng đó nhưng lại đi xe lại những cái bài viết của những cái trang khác một khi chúng ta xe là đã làm tăng cái cái, cái cái tương tác của cái trang khác thôi chứ nó không làm tăng tương tác của trang chúng ta ha không làm tăng tương tác của trang chúng ta đâu nên các bạn hãy viết lại nếu các bạn thấy cái chủ đề đó hay ok chúng ta đi tìm trên mạng những hình khác hoặc chúng ta đi tìm chụp những cái hình giống như vậy sau đó chúng ta à viết sáu sáu lại nội dung của người ta thôi ha. Chúng ta sửa lại nội dung của người ta một tí. Uh, 10 quán cà phê đẹp nhất Đà Lạt chẳng hạn. Đó, bây giờ chúng ta là 6 quán cà phê đẹp nhất theo ý của chúng ta trong 10 quán đó. Đúng không? Uh, đó là chúng ta copy có sáng tạo đó các bạn. Khi khi chúng ta bí bí nội dung rồi thì chúng ta đành phải làm vậy thôi, đúng không? Đó. Do đó chúng ta phải biến cái của người khác thành cái của mình Chúng ta đừng có copy y chang ha. À, nếu chúng ta copy y chang nội dung của một cái 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 fanpage khác vô cái nội dung của mình á Thì khi mà bộ máy tìm kiếm nó tìm cho mạng nó sẽ tìm ra cái kia trước đó đó. À, hoặc là hai nội dung trùng nhau nó sẽ nghĩ là của cái kia à, chúng ta đi 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 gọi là gì làm SEO á làm SEO tức là SEO tức là làm tăng cái cái, cái lần click của của trang kia hơn á các bạn ha à, thì chúng ta phải biến thành nội dung riêng của mình nha đó như vậy chúng ta đã kết thúc cái buổi hôm nay bây giờ các bạn sẽ làm một cái bài tập cá nhân và nhóm nhóm các bạn sẽ bạn làm một cái bài nhóm bài nhóm là như thế nào bài nhóm là chúng ta sẽ phân tích và các cái bài post lên của một fanpage ha. để mà không trùng nhau giữa các cái fanpage thì các nhóm bây giờ sẽ đăng ký bằng cách nhắn vào zalo cho cô ha nhắn vào zalo là các nhóm các bạn định phân tích fanpage nào ha đó sau đó thì các bạn làm thôi các bạn làm mỗi sinh viên mỗi bạn sẽ phân tích một cái bài trên đó và ghi tên các bạn vào đây chụp màn hình bài đó vào đây và phân tích các bạn lưu ý các bạn phân tích không chỉ là, là phân tích là à, nội dung phù hợp, hình đẹp. đó đâu phải phân tích đâu, phân tích đây là phân tích cái cái content mà làm mà content marketing của người ta ha. ví dụ như là à, bài viết này đã nói về cái cái khuyến mãi ha. tuy nhiên là hình ảnh nó không hợp lý, cái phần trăm nó quá nhỏ người ta biết 50% nhưng quá nhỏ đúng không? Hoặc người ta biết nên nội dung quá dài mọi người không đọc được các bạn phải lên mạng xem thực thế nào là một content hay tốt, thế nào là một content dở ha. Good content và bad content là như thế nào? các bạn phân tích, chứ các bạn phân tích gì mà hình đẹp với hình xấu gì đó. Thế nào là đẹp? Theo bạn thế nào là đẹp? Đó, tức là hình ảnh sống động bắt mắt khách hàng thích xem đó nó phù hợp với nội dung hình ảnh các bạn xem hình ảnh người ta đi kèm có phù hợp với nội dung của người ta ghi ở đó hay không ha mỗi bạn viết một bài nhóm không cần phải chờ đủ tất cả các bạn đâu nếu mà bạn nào không phân tích thì thôi nhóm chỉ nộp đủ những cái tên các bạn thôi đúng không không cần phải